Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh số 229. Cụ thể, nhà lãnh đạo đã phê chuẩn một khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Nhân sự kiện này, tờ Baijia House của Trung Quốc đã đưa những phân tích của các chuyên gia quân sự của nước này. Theo các chuyên gia Trung Quốc, việc ông Putin ký văn bản này đã gây ra một số lo ngại đối với Mỹ. Tầm nhìn mới về chính sách đối ngoại của Nga chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Washington. Các nhà phân tích của Trung Quốc lưu ý rằng việc ông Blinken mong muốn liên lạc ngay lập tức với ông Lavrov có vẻ hơi kỳ lạ, vì chỉ một tháng trước thôi họ đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ và thậm chí còn nói chuyện bên lề. Theo Điện Kremlin, việc điều chỉnh là cần thiết do tình hình quốc tế đang thay đổi. Khái niệm mới sẽ trở thành cơ sở cho công việc tiếp theo trong lĩnh vực ngoại giao. Tài liệu nói rằng Nga không coi phương Tây là kẻ thù và không muốn cô lập mình với thế giới, nhưng sẽ đối xử với các nước khác theo cách họ đối xử với bản thân Moscow. Do vậy, tại thời điểm này, việc xây dựng và củng cố quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ Latin và các quốc gia châu Phi là có lợi cho Nga. Đối với phương Tây, Moscow coi châu Âu là một phần của không gian Á-Âu. Mặc dù vậy, Điện Kremlin coi chính sách của Mỹ là mang lại rủi ro, không chỉ với Liên bang Nga mà còn với toàn thế giới. Do vậy, Moscow có ý định chống lại đường lối của Washington và xây dựng một thế giới đa cực. Các chuyên gia Trung Quốc nói, việc ông Putin ký văn bản này đã gây ra một số lo ngại đối với Mỹ. Tầm nhìn mới về chính sách đối ngoại của Nga chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Washington. Xét cho cùng, Nga là một nước lớn và Mỹ hiểu Moscow rất có ảnh hưởng cũng như quyền lực. Tờ Baijia House chắc chắn Washington đã quyết định phải làm điều gì đó khẩn cấp. Vì lý do này, sau khi ông Putin ký sắc lệnh, Ngoại trưởng Antony Blinken đã vội chụp lấy điện thoại. Được biết, vào hôm 2 tháng 4 năm 2023, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Lavrov. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của phía Mỹ. Các nhà phân tích Trung Quốc lưu ý rằng việc ông Blinken mong muốn liên lạc ngay lập tức với ông Lavrov có vẻ hơi kỳ lạ, vì chỉ một tháng trước họ đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ và thậm chí còn nói chuyện bên lề. Hơn nữa, vấn đề cần nhấn mạnh chính là cuộc trò chuyện đã diễn ra theo sáng kiến của phía Mỹ, mặc dù ban đầu Washington tuyên bố rằng ông Blinken sẽ không thảo luận bất cứ điều gì với ông Lavrov. Tuy nhiên, động thái trên đã diễn ra chỉ một tháng sau cuộc đối thoại bên lề hội nghị G20. Chính thức, lý do được cho là việc giam giữ một công dân Mỹ, nhà báo Ivan Gershkovich, khi anh ta bị tình nghi làm gián điệp. Moscow cho biết Gershkovich bị bắt quả tang khi đang cố lấy dữ liệu được phân loại là bí mật quốc gia. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định vụ việc có yếu tố chính trị và yêu cầu phía Nga thả nghi phạm. Ấn phẩm Baijia House cho biết, thực tế Ngoại trưởng Mỹ muốn tận dụng tình hình với nhà báo Gershkovich để gọi điện cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và nói về sắc lệnh của Tổng thống Putin. Đây là bí mật cuộc điện đàm của ông Blinken. Các nhà quan sát cho biết đây không phải lần đầu tiên cái gọi là vấn đề gián điệp được sử dụng để thực hiện hoạt động liên lạc giữa Washington và Moscow. Đây là truyền thống đã có từ thời chiến tranh lạnh. Thi thoảng, các quan chức cấp cao của hai nước không có cơ hội trao đổi trực tiếp trong một thời gian dài và không thể thiết lập cơ chế gặp gỡ thường xuyên. Và khi đó, đại diện các nước có thể duy trì một số liên hệ nhất định thông qua đàm phán về cái gọi là vụ án gián điệp trong tình thế căng thẳng. Trên thực tế, điều này mở ra một cửa sổ ngoại giao. Tờ Baijia House tổng kết, lần này Ngoại trưởng Blinken có lẽ cũng đã mở một cửa sổ như vậy để tìm hiểu về chính sách đối ngoại của Nga thông qua người đồng cấp Lavrov. Việc Tổng thống Putin ký văn bản này khiến ông ta phải chộp lấy điện thoại và gọi sang Moscow. Sắc lệnh số 229. Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga đã phê chuẩn một khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Tài liệu này dài 42 trang, bao gồm 6 phần và 76 điểm, hoạch định các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ chính và các lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga trong trung và dài hạn. Mời quý vị cùng tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm mới chính sách đối ngoại mới của Liên bang Nga. Khái niệm chính sách đối ngoại mới xác định rằng Nga là quốc gia có nền văn minh nguyên bản, một cường quốc Á-Âu và Âu-Thái Bình Dương rộng lớn, thành trì của thế giới Nga và là một trong những trung tâm phát triển thế giới có chủ quyền. Theo tài liệu này, chính sách đối ngoại của Mỹ được coi là nguồn rủi ro không phải đối với Nga mà đối với toàn thế giới. Do đó, Moscow có ý định loại bỏ vết tích thống trị của Washington trên thế giới. Nga không coi mình là kẻ thù của phương Tây và không muốn cô lập mình khỏi phương Tây.
Moscow hy vọng rằng Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ nhận ra sự vô ích của đối đầu và chấp nhận đa cực. Đặc biệt, điều này nên được thể hiện ở chỗ các quốc gia không thân thiện sẽ ngừng lạm dụng vị trí của họ trong nền kinh tế và từ bỏ tham vọng tân thực dân. Tổng biên tập tạp chí Nga trong chính sách toàn cầu Fyodor Lukyanov giải thích rằng khái niệm trọng tâm của tài liệu mới là nhà nước, nền văn minh. Điều này có nghĩa là đất nước có giá trị tự thân, chỉ tập trung vào chính mình, xuất phát từ lợi ích của chính mình và không hòa nhập vào bất kỳ đâu. Theo ông Lukyanov thì, tất cả các thập kỷ trước, Nga tồn tại trong một môi trường không thuận lợi, bằng cách nào đó đã tuyên bố về sự tương tác, hội nhập. Bây giờ không phải như vậy. Giá trị chính từ giờ trở đi là tách biệt. Mọi thứ khác đều theo sau điều này, bao gồm cả việc xây dựng quan hệ với các quốc gia thân thiện và không thân thiện. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban của Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế Alexei Chepa chỉ ra rằng, trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại có nói rằng, Moscow coi đường lối của Mỹ là nguồn gốc chính của chính sách chống Nga và những rủi ro đối với an ninh, hòa bình quốc tế cũng như sự phát triển cân bằng và công bằng của nhân loại. Theo ông, đây là sự đáp trả của Nga bởi vì Mỹ đã chọn Nga và Trung Quốc là kẻ thù chính. NATO gọi Nga là kẻ thù chiến lược. Mọi thứ được thực hiện ở đó đều nhằm chống lại đất nước, chống lại người dân Nga. Ông nhấn mạnh rằng Nga đang chiến đấu quyết liệt cho một thế giới đa cực và sẽ không dung thứ cho bất kỳ chế độ độc tài nào từ bất kỳ bên nào. Theo nhà khoa học chính trị Ivan Timofeev, luận điểm rằng Nga không phải là kẻ thù của phương Tây cũng rất quan trọng. Tổng thống Putin trước đó đã tuyên bố sự ngăn chặn của các nước phương Tây tự nó không phải là dấu chấm hết cho Nga. Moscow phản ứng với các mối đe dọa phát sinh, có thể thực hiện các biện pháp khá cứng rắn, nhưng nhà lãnh đạo Nga đã chỉ rõ đừng nhầm lẫn giữa xã hội phương Tây và giới tinh hoa phương Tây. Trong tài liệu mới, Nga cảnh báo giờ đây Nga sẽ có thể sử dụng quân đội để bảo vệ không chỉ lãnh thổ của mình mà còn cả của các đồng minh. Nga nỗ lực đảm bảo an ninh bình đẳng cho tất cả các quốc gia trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. Đồng thời, theo tài liệu, ưu tiên trong chính sách nhân đạo của Nga ở nước ngoài là chống lại chiến dịch bài Nga, bảo vệ tiếng Nga, văn hóa, thể thao Nga, giáo hội chính thống Nga khỏi sự phân biệt đối xử, đấu tranh cho sự thật lịch sử. Dự án hàng đầu của Nga trong thế kỷ 21 là biến Á Âu thành một không gian toàn lục địa hòa bình, ổn định, tin tưởng lẫn nhau, phát triển và thịnh vượng, phản đối chính sách nhằm vạch ra các đường phân chia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nga sẽ mở rộng hợp tác với Trung Quốc và Ấn Độ. Châu Phi, với sự giúp đỡ của Nga, sẽ biến thành một trung tâm thế giới có ảnh hưởng. Tương tác với Mỹ Latin cũng sẽ sâu sắc hơn. Moscow dự định củng cố các tổ chức quốc tế SCO, BRICS, CIS và CSTO. Theo tài liệu, Moscow phấn đấu vì một hệ thống quan hệ quốc tế bảo vệ bản sắc, điều kiện bình đẳng cho sự phát triển của tất cả các quốc gia và sự tham gia của họ vào nền kinh tế thế giới. Về vấn đề này, Nga ủng hộ nỗ lực của các bên tham gia khác nhằm duy trì các giá trị tinh thần và đạo đức phổ quát và truyền thống.